Càng Chuyên Đến Việt xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, sức khỏe, đam mê nhé. Hôm nay là mùng 10 tháng 11, 7 giờ 45 buổi sáng đây. Ngày nào nhà mình cũng sẽ gửi các cái đơn cám đi cho anh em trên toàn quốc. Thì các bác đang nhìn thấy ở đây này. Đó. Thì Cám Chuyên Đến Việt thì chuyên sản phẩm cám họa mi này, chích chòe rồi chào mao. Đấy, cùng giá nhau là 200 ngàn một ký, miễn phí ship tận nhà. Ở đây thì một số anh em họ nuôi nhiều thì họ cứ lấy mấy ký một đây. Đấy, cám mào, cám mi này, em ở Hải Dương này, đấy là 4 ký mào này. Nhưng mà thường ấy thì là các anh em họ sẽ lấy 1 ký một thôi. Thế thì anh em lại lấy tiếp. Đấy, cứ mỗi loại 1-2 gói làm sao mà có được từ 1kg trở lên là được miễn phí ship rồi. Đấy, anh em ở đây của Kiên Giang này, mấy ký mấy bịch, bịch như thế này. Đây, anh em lấy theo gói này, Hòa Bình này, 2 mi, 2 chòe, 2 mào này, tổng là 1,5 cân là 300. Đó. Rồi nhiều anh em khác nữa. Cám Chuyên Đất Việt thì đặc biệt là không để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào. Anh em lấy thì cố gắng cứ điện trực tiếp cho Cám Chuyên Đất Việt. Và các bạn có thể thấy ngay đây là website camchimdatviet.com. Trên này mình chia sẻ các thông tin kinh nghiệm nuôi chim cũng như là các cái thông tin về sản phẩm, anh em có thể dễ dàng nắm bắt được nhé. Đấy. Và phần lớn thì Cám Chuyên Đất Việt được anh em tin dùng, ủng hộ trên mọi miền. Anh em dùng cảm thấy tốt thì lại chia sẻ, giới thiệu cho anh em là chính thôi. Nên nhà mình không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào cả. Đấy. Vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube Cám Chuyên Đất Việt để cập nhật nhiều nhất cái video mà mình đăng lên nhé. Đó. Rồi, nhà mình bây giờ sẽ tiếp tục đóng gói tiếp các cái đơn cám để chuẩn bị gửi tới cho anh em đây. Cảm ơn cả nhà.